là tuyển thủ quốc gia. Cơ hội, Hoàng Đức không vào. Dứt điểm. Tỷ số là 1-0 cho cầu thủ Viettel. Người ghi bàn đó là Nguyễn Hữu Thắng. Thực sự một trận đấu mà Viettel chơi không quá hay, quá xuất sắc trận đấu này. Nhưng chỉ cần một cơ hội nhỏ thôi thì đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 28 do công của Nguyễn Hữu Thắng. Hữu Thắng đã có trận đá chính thứ 3 liên tiếp cho Viettel tại mùa giải năm nay. Và đây là trận đấu mà anh đã có bàn thắng. Pha đá bồi quá đẹp, một tình huống sút bóng sống quá đẹp của Nguyễn Hữu Thắng. Ta sẽ cùng xem lại cái cách mà Hoàng Đức đã bất ngờ xâm nhập nơi nách trung lộ của các cầu thủ Hải Phòng, sau đó dứt điểm không chiến thắng được Đình Triệu, nhưng Hữu Thắng thì không. Ta cùng xem lại pha bóng này. Đây là tiền dứt điểm đầu tiên của Hoàng Đức. Ở pha băng vào tiếp theo thì Hữu Thắng đã dứt điểm một chạm rất hay. Đình Triệu chỉ xuất sắc được ở tình huống cản phá đầu tiên sau cú sút của Hoàng Đức thôi. Và dứt điểm thứ hai của Hữu Thắng là một pha dứt điểm quá khó, và vừa rồi mới là bàn thắng đầu tiên của Hữu Thắng tại V-League năm nay.